Lâu lâu mới có dịp quay mà con. Hôm nay là quay công viên 16 tháng 4 nè mọi người. Quay vườn hoa Phan Rang 16 tháng 4 nè. Nhiều cảnh đẹp lắm, chắc mà quay cũng không hết được đâu. Mà đây rất là năm nay rất là nhiều hoa và cây tắc, cây kiển. Đặc biệt là ở đây là có vườn lan nè. Đó, hoa lan nè. Hoa lan người ta ghi giá sẵn luôn, 1,7 triệu, 2 triệu. Để coi cái chậu 2 triệu này đẹp cỡ nào. Con ngồi đó nè Quỳnh Anh. Ta lấy chìa khóa. Này là hoa gì thì mình cũng không biết luôn, nhưng mà thấy rất là đẹp, tuyệt vời luôn. Chắc khoảng 50 ngàn một chậu thôi. Chậu nhỏ như thế này nè. Nhìn này mê hồn không? Đẹp dễ sợ luôn. Lan nè, hoa lan nở nè, quá tuyệt luôn. Hồ điệp, lan hồ điệp. Chỗ này có giá 1,7 triệu. Chỗ này có giá 2 triệu. Đẹp ghê. Đó, lan hồ điệp. Thời gian nở là 1 tháng nha mọi người. 1 tháng nó mới tàn. Lan hồ điệp. Lan này là lan lan nhiều quá. Lan nhiều quá. Nhiều quá nhiều luôn. Lan này có vẻ nó dễ nuôi hơn mấy loại lan khác. Ở dưới đúc bê tông luôn ta. Lan hồ điệp. Lá dày. Hồ điệp trắng. Hàng trăm là hàng ngàn loại hoa. Nhìn mê hồn không? Đây nữa nè. Để trồng người nữa, lan phi điệp và hồ điệp. Rồi. Lan phi điệp và hồ điệp gốc. Quá trời là hoa luôn, quá trời đẹp luôn. Hôm nay là ai cũng bận hết nhưng mà có mình rảnh. Mình đi quay hoa cho mọi người ngắm ha. Cái mai này thì tuyệt sắc luôn. Quá trời đẹp luôn. Bây giờ mình chạy một vòng xung quanh cái quảng trường 16 tháng 4 cho mọi người ngắm nha. Kem ngon không? Hả? Ngon sao? Mà sao con thấy được cái ông mà bán kem? Tắc nè. Đây là những cây tắc rất là dáng rất là cao, có thể là nó cao lên gần 2,5 mét. Gần 2,5 mét luôn á. Nhưng mà trái thì nó ít hơn tại vì trái nó còn xanh, nó chưa chín. Trái xanh chưa chín nè. Quá đẹp luôn. Một cây tắc này có giá nó tầm khoảng từ 2,5 triệu đến 3 triệu một cây. Còn những cây tắc nhỏ này thì khoảng 100 ngàn. 100 ngàn cây. Uống rất là hình hài, rất là đẹp. Để mình phóng gần lại cho mọi người xem. Đây. À. Một chậu này thì quá lớn rồi. Nên giá nó cao, cao hơn những cái chậu khác. Rồi, đó là tắc nè, cái vườn tắc này là tắc siêu trái luôn. Trái này còn một cây nữa thôi, nằm khoảng 20-30 kg trái đó. Không ít đâu.
qua đây. Qua đây thì cây mai này thì quá đẹp luôn. Mai này chắc mình không còn hỏi giá đâu, giá nó tầm 10 triệu hoặc là 8 triệu đây. Mai quá đẹp. Đó. Nguyên một dàn tắc. Rất là nhiều hoa, rất là nhiều trái, rất là nhiều bông. Mình hồi nãy giờ chưa dạo hết được một bên đường nữa. Đó. Còn đây là những cái mai trồng trong chậu này. Mai này có thể đem về nhà trồng vẫn sống bình thường nha mọi người. Hả? À, để bay vô công viên. Anh cái cây tím tím là cây gì anh? Tú à. Cam tú hả? Bay bao nhiêu tiền một chậu anh? Ủa cái cây mà mình bó đó là cái thân của nó ha. À. Nó lại nhiều cây nó bó lại hay sao anh? Nó đâu phải thân gỗ đâu phải không? Cắm cây tre trong là mình bỏ lên phải không? Này giống hoa Đà Lạt ha. Phú Yên dạ. Cầm tú. Cầm tú tím. À. Rồi. Mấy cây tắc. Tắc thì trái quá. Bắt sợ đây thôi nha. Nhìn thử trái tắc nó to cỡ nào. Đẹp không? Hả? Hả? Đẹp không mình ăn? Ăn không? Ăn không mình ăn? Hả? Ăn cái này không? Cái này chua lắm á. Cẩm tú cầu. Mày mỏi chiên. Dạ. Đẹp không mình ăn? Hả? Đẹp chơi. Nó còn tím. Ôi, có người. Được không? Người đó người ta làm chơi á. À. Quá đẹp luôn. Này là gọi là bánh xe nước. Thế con, ủa? Thế vậy? À, coi đây, con coi đây. Đó là cái mô hình hòn non bộ. Bộ này được thiết kế rất là hoành tráng, gồm các cái đỉnh núi, các chùa tòa tháp, không? Tuy nhỏ nhưng mà rất là đẹp. Cá đó, cá bằng đá, cá bằng đá của anh nè. Đổ ra ba quay thôi. Vậy hả? Cá. Có viên đá xay xay nữa. Dưới đó để đèn led với lại hộp thủy tinh. Này đèn led hộp thủy tinh bơm nước. Ừ. Đẹp quá tay luôn. Cái này chắc tầm vài 2,5 triệu, 3 triệu tùy theo cái kiểu mẫu. Con đừng vô đó con. Ra đây. Có bình nấu nước nè. À. Bình nước xay tự động luôn. Đó cái gì Quỳnh Anh? Hả? Rơ. Con này là cái hang gì vậy? Hang gì đẹp vậy? Thôi ra đây con. Thôi ba đi nha, con ở đó nha.
Hòn Non Bộ. Quỳnh Anh. Quỳnh Anh đang quay cảnh mình đường 16 tháng 4 nè mọi người. Ai đăng ký giúp mình nha. Quá đẹp luôn mấy cái con bằng gỗ hả? À, cái này hả? Này nó bạch như thế hả? Hay chưa? Những con người và người dân Ninh Thuận thủ công mỹ nghệ nè mọi người. Đây, tạm biệt đây.